Lê xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách làm nem rán đúng kiểu miền Bắc, hay đại diện là nem rán Hà Nội nha các bạn. Và nguyên liệu thì chúng ta cần chuẩn bị như sau. Thịt nạc vai chúng ta băm nhỏ hoặc xay nhỏ ra nha các bạn. Và trứng gà nha các bạn. Và bánh đa nem. Miến rong khô, mộc nhĩ và nấm hương nha các bạn. Và hành tây, cà rốt, hành khô, mùi tàu và hành lá. Ngoài ra các bạn còn chuẩn bị thêm ớt, tỏi, hạt tiêu và gia vị nha. Nếu các bạn thích ăn củ đậu hay là cà su hào thì các bạn chuẩn bị thêm nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ mang sơ chế nha các bạn. Và khi sơ chế thì chúng ta sẽ rửa sạch nấm hương mộc nhĩ rồi chúng ta ngâm với nước ấm để cho mộc nhĩ và nấm hương nó nở ra. Sau đó chúng ta sẽ thái nhỏ ra nha các bạn. Còn miến rong thì chúng ta sẽ rửa sạch và ngâm với nước ấm để cho nó mềm ra. Sau đó chúng ta sẽ thái nhỏ ra nha các bạn. Chúng ta sẽ cắt nhỏ ra nha. Và với mùi tàu và hành lá thì chúng ta sẽ rửa sạch và thái nhỏ. Đó. Còn hành củ thì chúng ta cũng bóc vỏ và băm nhỏ ra nha các bạn. Hành tây thì chúng ta sẽ bóc vỏ và thái nhỏ ra nha. Còn cà rốt thì chúng ta sẽ cạo vỏ và thái sợi ra nha các bạn. Nếu như các bạn thích ăn su hào và củ đậu thì chúng ta cũng bóc vỏ, rửa sạch và thái sợi ra nha. Đó, và chuẩn bị cái món nem này thì chúng ta chỉ cần 30 phút chuẩn bị và 20 phút nấu là chúng ta đã có món nem giòn ăn rất là ngon rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ tranh thủ làm vào các cái dịp cuối tuần á. Chúng ta có thời gian thì chúng ta làm để cho những người thân yêu của chúng ta cùng thưởng thức. Và bây giờ chúng ta sau khi chúng ta sơ chế xong thì chúng ta sẽ trộn tất cả vào với nhau đều như thế này nha các bạn. Chúng ta sẽ trộn tất các nguyên liệu vào với nhau và ướp trong vòng khoảng 5-7 phút để cho ngấm gia vị nha các bạn. Và sau khi ướp 5 phút ngấm gia vị xong thì chúng ta sẽ cho thêm trứng vào nha các bạn. Chúng ta sẽ cho số lượng trứng vừa đủ với số lượng nhân nha các bạn, để cho nhân nem không bị ướt quá. Nếu như nhân nem ướt thì khi chúng ta gói nem nó sẽ bị rách cái nem, và khi chúng ta rán thì nem nó sẽ bị vỡ các bạn ạ. Hôm nay Dô dùng nhiều nhân nem nên Dô phải dùng tới 5 quả trứng thì mới đủ các bạn ạ. Còn bình thường các bạn làm cho tầm 5-6 người ăn ấy, thì nhân nem ấy, thì chúng ta chỉ cần dùng khoảng 1-2 quả trứng là đủ các bạn ạ. Đó, sau đó chúng ta sẽ trộn đều để cho trứng ngấm đều vào nhân nem nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ trộn đều rồi sau đó chúng ta sẽ gói nem nha các bạn. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gói nem nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị một bát nước. Trong nước đó chúng ta sẽ cho một chút giấm và một chút đường. Nếu như các bạn không có giấm và đường thì các bạn cho một chút bột năng vào nha. Rồi chúng ta sẽ phết đều lên cái bánh đa nem để cho bánh đa nem ẩm khi chúng ta gói nem sẽ không bị rách các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ cho nem vào như thế này, dàn đều ra và chúng ta sẽ quấn một vòng để cho nem giữ cái nhân nha các bạn. Đó, sau đó chúng ta sẽ gập 2 mép vào. Rồi chúng ta sẽ quấn tròn cho hết cái bánh đa nem này nha. Đó, các bạn quấn như thế nha các bạn.
Và đó, chúng ta đã quấn được một cái nem rất là đẹp rồi. Tất cả các cái nem chúng ta đều quấn tương tự nha các bạn. Chúng ta sẽ bôi một lớp nước lên cái bề mặt chúng ta đặt lá nem. Rồi chúng ta sẽ phết kín cái bánh đa nem để cho nó ẩm. Rồi chúng ta cho nhân vào. Để chúng ta gói thì cái bánh đa nem này sẽ không bị rách các bạn ạ. Đó. Rồi chúng ta sẽ cuộn một vòng cho bánh đa giữ cái nhân nem lại. Đó. Rồi chúng ta gấp hai bên mép vào. Rồi chúng ta sẽ cuộn đến hết cái nem nha các bạn. Đó. Tất cả các cái nem các bạn đều làm tương tự nha các bạn. Chúng ta cho nhân vào và dàn đều ra. Dàn đều dài ra nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cuộn một vòng cho bánh đa nem giữ cái nhân. Sau đó chúng ta gấp hai mép lại và cuộn cho đến hết cái bánh đa nem này. Chúng ta cuộn vừa phải thôi nha, không chặt quá và cũng không lỏng quá nha các bạn. Như thế thì khi chúng ta dán nó sẽ không bị vỡ các bạn ạ. Và sẽ không bị nứt cái bánh đa nem này. Đó. Các bạn làm ẩm cái bánh đa nem như thế này thì khi chúng ta cuộn nem sẽ không bị rách cái lá cái bánh đa nem này các bạn ạ. Đó, thì khi chúng ta gói sẽ không bị rách. Chúng ta dàn đều dài ra như thế nha. Đó. Chúng ta cuộn một vòng để cho bánh đa nem giữ nhân lại. Rồi sau đó chúng ta gấp hai bên lại. Rồi cuộn cho đến hết cái bánh đa nem này. Chúng ta cuộn vừa phải thôi, không cần chặt quá và cũng không lỏng quá nha các bạn. Đó. Vậy là Dô đã gói xong số nhân nem mà Dô làm nem rồi này các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ mang đi dán nem nha. Chúng ta sẽ đặt chảo lên bếp rồi chúng ta cho dầu ăn vào. Khi mà dầu ăn nóng già lên và lăn tăn như thế này thì chúng ta sẽ thả nem vào nha. Chúng ta có thể đổ ngập dầu để cho ngập nem, hoặc là chúng ta đổ 1/2 dầu để cho ngập 1/2 cái nem thôi cũng được nha các bạn. Đó. Và trong quá trình dán thì khi chúng ta thấy cái mặt nem bên dưới nó vàng thì chúng ta sẽ lật nem nha. Chúng ta sẽ để ý bởi vì cái nem này nó nhanh bị cháy lắm. Khi mà cái mặt nem nó vàng thì chúng ta phải lật luôn, không là nó sẽ bị cháy luôn đó các bạn. Và khi nào mà cả hai mặt nó vàng là nem đã chín nha các bạn. Chúng ta cứ thấy cái mặt nem bên dưới nó vàng thì chúng ta lật nha các bạn. Và khi cả hai mặt nem đều vàng là nem đã chín nha các bạn, thì chúng ta sẽ vớt ra để ráo dầu nha các bạn. Đó, và hai mặt nem đã vàng ươm rồi các bạn ạ, là lúc mà nem đã chín như thế này. Thì chúng ta sẽ vớt ra nha các bạn. Chúng ta sẽ vớt ra để cho ráo dầu nha. Nếu như các bạn có giấy thấm dầu thì chúng ta sẽ rải một lớp giấy thấm dầu, rồi chúng ta vớt nem đặt ra nha các bạn.
Nếu không có thì các bạn cứ xếp ra đĩa cũng được nha. Chúng ta để ráo dầu và xếp ra đĩa nha. Chúng ta cứ dán vàng như thế cho đến hết mọi cái nem mà chúng ta cần dán nha. Và đây Dô đã dán xong số nem hôm nay Dô gói rồi các bạn ạ. Đó, nhìn rất là ngon đúng không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ xếp ra đĩa nha. Và với cái đĩa tròn như thế này thì chúng ta sẽ xếp nem vào ba góc nha các bạn. Khi mà món ăn ngon như thế này rồi thì chúng ta bày đẹp thì sẽ làm cho món ăn hấp dẫn hơn, ngon hơn các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ xếp những chiếc nem này vào ba góc nha các bạn. Và những cái chỗ trống còn lại để chúng ta sẽ bỏ các cái rau sống và các loại củ quả để ăn kèm các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ xếp gọn vào ba góc như thế nha. Còn chỗ trống chúng ta sẽ để các loại rau và củ quả nha. Đó. Và góc bên này thì chúng ta sẽ đặt những cái ngọn cọng rau xà lách. Đó. Và góc thì chúng ta sẽ để cà rốt và dưa chuột. Đó. Còn góc này chúng ta sẽ để các loại rau thơm nha các bạn. Nem này chúng ta sẽ ăn kèm rau sống, rau thơm các loại và cà rốt, dưa chuột, giá đỗ, rau mùi. Thì rất là ngon luôn các bạn ạ và hợp khẩu vị luôn. Đó, chúng ta sẽ xếp xung quanh như thế nha. Những chỗ trống còn lại chúng ta sẽ xếp như thế. Thì nhìn cái đĩa nem của chúng ta sẽ rất là đẹp mắt. Đó. Và nhìn đĩa nem và rau Dô xếp như thế này nhìn rất là ngon và đẹp mắt đúng không các bạn? Đó, và cái nước chấm thì chúng ta sẽ pha như sau. Chúng ta sẽ pha một mặn, một ngọt, một chua và hai nước nha các bạn. Đó, các bạn cứ pha theo tỷ lệ như thế và tùy từ số lượng ăn người ăn thì chúng ta sẽ cho cái lượng phù hợp nha. Và tỏi và ớt thì chúng ta sẽ thái nhỏ rồi chúng ta thả vào trong cái bát nước chấm này nha. Và Dô thì Dô rất thích ăn cà rốt và ớt cho nên Dô thái thêm cái cà rốt và ớt vào như thế. Và chúng ta sẽ ăn kèm với bún nha các bạn. Và đây Dô đã chia sẻ xong với các bạn cách làm nem đúng kiểu miền Bắc rồi này các bạn. Đó, nhìn rất là ngon và bắt mắt đúng không các bạn? Chúc các bạn trải nghiệm cách làm nem này thành công nha và ăn ngon miệng nha. Đó, nhìn đĩa nem rất là ngon và bắt mắt luôn. Đúng kiểu nem miền Bắc và đại diện là nem Hà Nội đó các bạn.